Chư Kinh Phật Thuyết Địa Ngục Tập Yếu, Quyển 9, Phẩm 3, Địa Ngục, Phần 5. Biết quả báo của nghiệp, tỳ kheo ấy lại quan sát địa ngục đại khiếu hoán, xem còn dùng nào khác nữa. Vị ấy thấy nghe biết còn dùng khác tên mọ khổ não kiên cố không thể nào chịu nổi, là dùng thứ ba thuộc địa ngục ấy. Do nghiệp gì mà chúng sanh sanh ở vùng này? Chị ấy thấy nghe biết, người nào thích và thường sát sanh trộm cắp tà hạnh uống rượu, thì bị đọa vào ngục mọ khổ não kiên cố, không thể nào chịu nổi, thuộc địa ngục đại khiếu hoán. Nghiệp và quả báo đã nói ở trước, nay nói về vọng ngữ. Vọng ngữ là mượn lệnh của vua quan hoặc vì người khác hay chính mình mà nói dối, hoặc nói dối đi được của cải để khỏi lo sợ, hoặc làm chứng cho người một cách hư dối, hoặc nói dối để mưu sinh. Do nghiệp ác ấy, khi chết người này bị đọa vào ngục mọ khổ não kiên cố, không thể nào chịu nổi, thuộc địa ngục đại khiếu hoán, chịu khổ não lớn. Nỗi khổ đó là do nghiệp ác, thân sinh ra rắn bò khắp trong thân, rút gân tội nhân, ăn hết các bộ phận của thân như lá lách ruột. Chúng bò lởm ngởm nơi thân. Tội nhân ở ngục ấy chịu nỗi khổ do rắn và chất độc gây ra còn khó chịu hơn nỗi khổ về lửa. Nỗi khổ ấy không có giới hạn, không thể chịu đựng, không thể nói đủ. Vậy mà tội nhân lại không chết và chịu khổ cùng cực trong mọi lúc. Hễ còn nghiệp ác thì họ còn chịu khổ không dứt. Đến khi nghiệp ác hết, họ mới thoát khỏi nơi ấy. Nếu trong quá khứ có nghiệp lành đã chín mùi, không sanh vào loài ngạ quỷ súc sanh, mà sanh làm người, ở nơi tương ưng với nghiệp, thì khi vừa thọ thai người mẹ liền đau bệnh. Từ lúc thọ thai đến lúc sanh, bệnh người mẹ không hề thuyên giảm. Khi vừa sanh ra, người ấy đã mang bệnh, tất cả thầy thuốc không thể chữa trị. Đó là quả báo của nghiệp ác còn sót lại. Biết quả báo của nghiệp, tỳ kheo ấy lại quan sát địa ngục đại khiếu hoán, xem còn nơi nào khác nữa. Vị ấy thấy nghe biết còn có nơi khác tên tùy ý áp, là dùng thứ tư thuộc địa ngục ấy. Do nghiệp gì mà chúng sanh sanh ở nơi này? Vị ấy thấy nghe biết, người nào thích và thường sát sanh trộm cắp tà hạnh uống rượu nói dối, nên bị đọa vào ngục tùy ý áp, thuộc địa ngục đại khiếu hoán. Nghiệp và quả báo của việc sát sanh trộm cắp tà hạnh uống rượu đã nói ở trước, nay nói về vọng ngữ. Con người biết ruộng đất của người khác nhưng tìm cách chiếm đoạt, đến lúc tranh cãi thì nói dối, nói quanh co, nói không ngay thẳng để cướp đoạt ruộng đất của người. Người ấy dùng lý lẽ đàn áp người kia để giành phần thắng. Do nghiệp ác ấy, khi chết người đó bị đọa vào ngục tùy ý áp, thuộc địa ngục đại khiếu hoán, chịu khổ bị ép. Nỗi khổ đó đã nói ở trước. Tất cả những nỗi khổ ở các địa ngục trước đều có ở địa ngục này. Thấy địa ngục này, tất cả các tội nhân ở những địa ngục trước hết thảy đều chỉ mà nói, ấy là địa ngục. Nỗi khổ ở đây là có hai túi thổi lửa bằng sắt, bên trong đựng đầy gió. Ngục tốt bỏ tội nhân vào lò lửa như là bỏ sắt, rồi dùng túi thổi mạnh. Sau đó chúng dùng kìm gấp tội nhân bỏ lên đe sắt và dùng chày sắt nện. Nện rồi lại bỏ vào lò, dùng hai túi sắt thổi tiếp như trước. Do nghiệp ác lửa giữ bùng cháy, ngục tốt càng thổi mạnh, rồi lấy kìm gấp họ ra đặt trên đe, dùng chùy sắt nện hết sức và liên tục. Vậy mà tội nhân vẫn không chết. Ngục tốt gấp bỏ họ vào vạc nước sôi, cho họ chết đứng trong đó. Tội nhân chịu nỗi khổ không dứt như vậy, đến khi nghiệp ác hết, họ mới thoát khỏi địa ngục ấy. Nếu có nghiệp lành trong quá khứ đã chín mùi, không sanh vào loài ngạ quỷ súc sanh mà sanh làm người, ở nơi tương ưng với nghiệp thì thường khát hay sân hận, không được người khác tin tưởng. Đó là quả báo của nghiệp ác còn sót lại. Biết quả báo của nghiệp, tỳ kheo ấy lại quan sát địa ngục đại khiếu hoán, xem còn dùng nào khác nữa. Vị ấy thấy nghe biết còn có dùng khác tên nhất thiết ám, là dùng thứ năm thuộc địa ngục ấy.
do nghiệp gì mà chúng sanh sanh ở nơi này? Vị ấy thấy có người thích và thường sát sanh, trộm cắp tà hạnh, uống rượu và nói dối, nên bị đọa vào ngục nhất thiết ám, thuộc địa ngục đại khiếu hoán. Nghiệp và quả báo của việc sát sanh, trộm cắp tà hạnh, uống rượu đã nói ở trước. Còn vọng ngữ là có người gian dâm với phụ nữ của người khác, nhưng nói dối với mọi người hoặc với vua là không có xâm phạm người phụ nữ ấy, khiến gia đình người phụ nữ đó bị phạt oan. Do nghiệp ác ấy, khi chết người đó bị đọa vào ngục nhất thiết ám, thuộc địa ngục đại khiếu hoán, chịu khổ não lớn. Bị chẻ đầu, kéo lưỡi ra rồi lấy dao cắt. Cắt xong lưỡi mọc trở lại. Ngục tốt lại dùng dao lửa cắt lưỡi, khiến tội nhân rất đau đớn. Trải qua vô lượng năm, hễ còn nghiệp ác thì họ còn chịu khổ không dứt. Đến khi nghiệp ác hết, họ mới thoát khỏi địa ngục đó. Nếu có nghiệp lành trong quá khứ đã chín mùi, không sanh vào loài ngạ quỷ súc sanh mà sanh làm người, ở nơi tương ưng với nghiệp thì mắt mù tai điếc, thường đi ăn xin ở đầu đường xó chợ. Người ấy nhận người ăn xin như vậy làm cha mẹ, tuổi thọ ngắn, không có vợ con. Đó là quả báo của nghiệp ác còn sót lại. Biết quả báo của nghiệp, tỳ kheo ấy lại quan sát địa ngục đại khiếu hoán, xem còn nơi nào khác nữa. Vị ấy thấy nghe biết lại có nơi khác tên Nhân Ám Yên, là dùng thứ sáu thuộc địa ngục ấy. Do nghiệp gì mà chúng sanh sanh ở nơi này? Vị ấy biết người nào thích và thường sát sanh, trộm cắp tà hạnh, uống rượu và nói dối thì bị đọa vào ngục Nhân Ám Yên, thuộc địa ngục đại khiếu hoán. Nghiệp và quả báo của việc sát sanh, trộm cắp tà hạnh, uống rượu đã nói ở trước. Nay nói về vọng ngữ. Có người hùng vốn, đốt hương cam kết và thề hẹn với người khác để làm ăn sinh sống. Người ấy làm ăn ở nơi khác kiếm được nhiều của cải, nhưng nói dối là không kiếm được gì và không chia cho người kia. Như vậy người ấy là tên giặc ăn cướp của cải của người khác. Do nghiệp ác đó, khi chết người ấy bị đọa vào ngục Nhân Ám Yên, thuộc địa ngục đại khiếu hoán, chịu khổ não lớn. Nỗi khổ đã nói ở trước đó. Tất cả những nỗi khổ mà các địa ngục trước phải chịu đều có ở địa ngục này. Ngoài ra, địa ngục này còn có nỗi khổ ghê gớm hơn. Đó là tất cả các bộ phận của thân đều bị cắt hết. Cắt xong, các bộ phận ấy sinh trở lại và tiếp tục bị cắt ngay khi còn non yếu. Cứ như thế, các bộ phận ấy bị cắt rồi sanh trở lại, rồi bị cắt tiếp. Đó là quả báo khổ sở của nghiệp ác. Tất cả thịt rã hết, chỉ còn trơ xương. Trong thân họ sinh trùng, có mỏ bằng kim can, thân bốc lửa, có đủ màu sắc. Trùng ấy ăn thân họ, chịu đủ loại khổ. Họ kêu la rất to, họ chịu khổ như vậy suốt vô lượng năm. Đến khi nghiệp ác hết, họ mới thoát khỏi địa ngục đó. Nếu trong quá khứ có nghiệp lành đã chín mùi, không sanh vào loài ngạ quỷ súc sanh mà sanh làm người, ở nơi tương ưng với nghiệp, thì toàn thân đều lở loái, hôi thối. Trên đầu sanh loại trùng ẩm ướt, thường không có quần áo, nghèo thiếu khốn khổ. Giả sử có chút ít đồ đạc thì đều là đồ giá. Có nói gì ra đều không được ai tin, không được người yêu mến. Không biết làm ăn, đó là quả báo của nghiệp ác còn sót lại. Biết quả báo của nghiệp, tỳ kheo ấy lại quan sát địa ngục đại khiếu hoán, xem còn dùng nào khác nữa. Vì ấy thấy nghe biết còn có dùng khác, tên Như Phi Trùng Đọa, là dùng thứ bảy thuộc địa ngục đó. Do nghiệp gì mà chúng sanh sanh ở nơi này? Vì ấy thấy có người thích và thường sát sanh, trộm cắp tà hạnh, uống rượu, nói dối, nên rơi vào ngục Như Phi Trùng Đọa, thuộc địa ngục đại khiếu hoán. Nghiệp và quả báo của việc sát sanh, trộm cắp tà hạnh, uống rượu đã nói ở trước. Nay nói về vọng ngữ. Có người lấy vật của chúng tăng, như là lúa hoặc y, đem đi mua bán, mua rẻ bán mắc kiếm được lời, không đưa cho chúng tăng và nói dối với chúng tăng là không có lời. Do tâm tham, người ấy nói dối là tôi chỉ thu được chừng này chứ không có gì khác, việc mua bán của tôi chỉ được bao nhiêu đó thôi. Vì tham nên người ngu si ấy đã nói dối để kiếm sống. Do nghiệp ác ấy, khi chết người đó bị đọa vào ngục Như Phi Trùng Đọa, thuộc địa ngục đại khiếu hoán, chịu khổ não lớn.
bị chó sắt cắn xé ổ bụng rồi ăn ruột, ăn lưng, bị ngục tốt cầm búa rìu bốc lửa hừng hực róc thịt trên thân, bỏ lên cân, cân rồi đem cho chó ăn. Ngục tốt là dùng búa rìu rất bén chặt xương lấy tủy cho chó ăn, dùng móc sắt phát lửa móc rách bên dưới cằm, rồi dùng kìm sắt phát lửa rứt chiếc lưỡi ra. Tội nhân bị xua đuổi đứng dậy và bị móc sắt bốc lửa móc thân thể, khiến thịt đều bị rách nát, bị rút gân, tất cả các bộ phận trên thân đều bị móc. Người gây nghiệp ác nói dối, tự tạo nghiệp ác, tự chịu quả báo như vậy. Khi được thoát khỏi cảnh khổ ấy, người mắc tội vọng ngữ lại bị ngục tốt dắt vào nơi có lửa lớn đầy khắp. Như con thiêu thân, tội nhân thường bị thiêu, thiêu rồi sống trở lại, sống rồi lại bị thiêu, suốt vô lượng năm như vậy. Đến khi nghiệp ác hết, họ mới thoát khỏi địa ngục đó. Nếu có nghiệp lành trong quá khứ đã chín mùi, không sanh cho loài ngạ quỷ súc sanh, mà sanh làm người, ở nơi tương ưng với nghiệp, thì sanh trong gia đình nghèo khổ hạ tiện, vừa sanh liền bị đốt. Giả sử có nhiều người bảo vệ kỹ lưỡng thì họ vẫn bị thiêu. Đó là quả báo của nghiệp ác còn sót lại. Biết quả báo của nghiệp, tỳ kheo ấy lại quan sát địa ngục đài khiếu hoán, xem còn nơi nào khác nữa. Vị ấy thấy nghe biết còn có nơi khác tên Tử Hoạt Đẳng, là dùng thứ 8 thuộc địa ngục đó. Do nghiệp gì mà chúng sanh sanh ở nơi này? Vị ấy thấy nghe biết có người thích và thường sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, uống rượu và nói dối, nên bị đọa vào ngục Tử Hoạt Đẳng thuộc địa ngục đài khiếu hoán. Như đã nói ở trước, tất cả các khổ não mà những địa ngục trước có thì địa ngục này đều có đủ. Ngoài ra ở đây còn có khổ não khác. Tội nhân bị ngục tốt dùng gậy đập chết, vừa rút gậy lên liền sống trở lại, suốt vô lượng năm. Họ chết rồi sống lại, sống rồi lại chết. Họ bị như vậy là do nghiệp ác. Được thoát nỗi khổ ấy rồi, họ thấy rừng hoa sen và vội vàng chạy đến để mong được cứu giúp, che chở. Họ thấy trong ấy đầy hoa xanh, do nghiệp ác gì họ mắc quả báo này? Đó là có người chẳng phải người xuất gia, nhưng để ăn cướp, bèn mặc y phục của người xuất gia. Có nhiều người muốn đi vào vùng hoang vắng, gặp người ấy và hỏi, nơi hoang vắng đó có cướp không? Người ấy biết là có cướp, nhưng đáp là không có. Những người kia đến đó và bị giặc cướp đoạt hết của cải. Do nghiệp nói dối và người kia tin như vậy, nên họ chịu quả báo tương ưng với nghiệp thấy hoa sen phát ánh sáng xanh, thật ra là lửa. Ngục tốt bắt tội nhân trói trong hoa sen, rồi lấy lửa đốt. Do không có chân nên họ không xuống được. Vì nghiệp ác nên tội nhân không có tay chân, mắt. Suốt vô lượng năm, tội nhân thường bị thiêu nấu trong hoa sen đầy lửa, chết rồi sống trở lại. Hễ còn nghiệp ác thì họ còn chịu khổ không dứt. Đến khi nghiệp ác hết rồi, họ mới thoát khỏi địa ngục đó. Nếu có nghiệp lành trong quá khứ đã chín mùi, không sanh vào loài ngạ quỷ súc sanh, mà sanh làm người, ở nơi tương ưng với nghiệp, thì nói năng không dựa vào đạo lý, chỉ nói quanh co theo ý nghĩa của chính mình. Giả sử được của cải thì bị vua tịch thu, bắt bỏ vào ngục cho đến chết. Đó là quả báo của nghiệp ác còn sót lại. Biết quả báo của nghiệp, tỳ kheo ấy lại quan sát địa ngục đài khiếu hoán, xem còn nơi nào khác nữa. Vị ấy thấy nghe biết còn có nơi khác tên Vị Dị Chuyển, là dùng thứ 9 thuộc địa ngục đó. Do nghiệp gì mà chúng sanh sanh ở nơi này? Vị ấy thấy nghe biết có người thích và thường sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, uống rượu và nói dối, nên bị đọa vào địa ngục Vị Dị Chuyển thuộc địa ngục đài khiếu hoán. Nghiệp và quả báo của việc sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, uống rượu đã nói ở trước. Còn vọng ngữ là gì? Có người nói dối, nịnh hót, quanh co để khiến người khác thắng hoặc thua, được lợi ích hoặc bị suy kém, được sống hoặc bị chết, hoặc là có người làm thầy bói, giữ việc coi bói, bói việc chi cũng đúng, hoặc là có người có đức, thường nói lời chân thật, được người đời tin tưởng. Đến một lúc nọ, có người hỏi chị một việc gì đó. Người này mới nghĩ rằng
Ta không nói dối, mọi người đều biết và đều tin. Nay ta nói dối chắc mọi người đều cho là thật. Nghĩ như vậy rồi họ liền nói dối, khiến cho cả đất nước đều bị mất mát. Nếu người cầm đầu chết thì kẻ thù của họ sẽ cướp đoạt lẫn nhau, lấy hết của cải. Tuy nói dối mà người ấy được mọi người tin. Người ấy bề ngoài có vẻ chân chánh nhưng thật ra là kẻ cướp. Do nghiệp ác đó, khi chết người đó bị đọa vào ngục dị dị chuyển thuộc địa ngục đại khiếu hoán, chịu khổ não lớn. Nỗi khổ đó là ở địa ngục đó, từ đằng xa tội nhân thấy cha mẹ, tôi tớ, bạn bè anh em kết nghĩa là những người họ đã gặp trước kia và được những người ấy an ủi dỗ về, nghe lời thân ái. Tội nhân dù chạy mau lại mong được cứu giúp che chở, nhưng thành ra chạy đến nơi khác, rơi vào sông tro như đá rơi xuống nước, chìm xuống rồi lại trồi lên, toàn thân chịu khổ não lớn, kêu gào thật to. Tội nhân lại thấy cha mẹ, vợ con, anh em kết nghĩa nên vội vàng chạy lại. Do có nghiệp ác, đường đi sanh ra móc sắt, móc thân thể của họ. Khi đến nơi lại bị ngục tốt bắt và dùng cưa sắt, phát lửa, cưa xẻ thân họ như là cưa gỗ vậy. Thoát được nơi đó thì tội nhân chỉ còn trơ xương, tất cả các bộ phận của thân đều bị rách nát. Khi chạy đến nơi khác, tội nhân lại bị ngục tốt bắt bỏ vào bánh xe đao bằng sắt phát lửa. Do nghiệp ác, bánh xe sắt đó được gắn đầy đao bén ở cả trên lẫn dưới. Bánh xe ấy quay nhanh, ngọn lửa bùng cháy, mài xác người mang nghiệp nói dối nát như cám. Nát rồi họ sống trở lại. Khi thoát khỏi bánh xe đao ấy, tội nhân lại thấy cha mẹ, vợ con, bạn bè kết nghĩa nên vội vàng chạy lại để mong được cứu giúp che chở. Trong khi họ chạy, trên đường cái sinh ra nhiều móc sắt phát lửa, có con sư tử hung dữ do nghiệp ác sanh ra, bắt tội nhân đặt giữa hai hàm răng trong miệng. Ngục tốt dùng móc sắt phát lửa móc tội nhân ra. Ra rồi họ nhớ lại và chạy tiếp, khiến đôi chân bị rách nát. Lửa cháy dữ dội làm toàn thân không dừng. Khắp thân họ đều có mụn nhọt, xương mạch đều rã hết. Đó là quả báo tương ưng với nghiệp vọng ngữ. Người ấy tự xưng ta là người nói thật, mà lại nói dối với tâm quanh co nịnh hót, làm sai lệch và vu khống lời của người khác. Thấy cha mẹ, vợ con, anh em kết nghĩa, nhưng người nói dối ấy bị khổ não cùng cực. Suốt vô lượng năm, họ thường bị thiêu nấu, xẻ đánh như vậy. Hễ nghiệp ác chưa hết thì họ còn chịu khổ không dứt. Đến khi nghiệp ác hết, họ mới thoát khỏi địa ngục đó. Nếu có nghiệp lành trong quá khứ đã chín mùi, không sanh vào loài ngạ quỷ súc sanh mà sanh làm người, ở nơi tương ưng với nghiệp thì nghèo khổ hạ tiện, các căn thiếu hụt, thường đau ốm. Mọi người đều ganh ghét và không tin tưởng, mọi thứ đều dơ bẩn, làm việc gì cũng đều thất bại, cầu mong gì cũng không được. Đó là quả báo của nghiệp ác còn sót lại. Biết quả báo của nghiệp, tỳ kheo ấy lại quan sát địa ngục đại khiếu hoán, xem còn dùng nào khác nữa. Vị ấy thấy nghe biết còn có dùng khác tên là mất hy vọng, là dùng thứ 10 thuộc địa ngục ấy. Do nghiệp gì mà chúng sanh sanh ở nơi này? Vị ấy thấy nghe biết có người nào thích và thường sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, uống rượu nhờ nói dối thì bị đọa vào ngục mất hy vọng thuộc địa ngục đại khiếu hoán. Nghiệp và quả báo của việc sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, uống rượu đã nói ở trước. Nay nói về vọng ngữ. Người nào đối với người đau khổ, người bệnh, người đói khát, nghèo khổ, cô độc, hà tiện, ngu si, cùng khổ, không có lúa gạo, đồ nấu ăn, đồ ăn uống, y phục, giường nằm, nhà ở, hoặc họ xin, hoặc không xin, người ấy hứa cho mà cuối cùng không cho, khiến người kia thường chờ mong trong thời gian dài, thì do nghiệp ác đó, khi chết người đó bị đọa vào ngục mất hy vọng, thuộc địa ngục kia chịu khổ não lớn. Vì nghiệp ác trước kia hứa cho người khác thức ăn mà không cho, nên người ấy thấy trong địa ngục có đủ loại thức ăn chính hoặc thức ăn phụ ngon lành, đặt ở nơi rất xinh đẹp. Quá đói khát, người ấy chạy vội đến chỗ để thức ăn. Từ xa họ thấy thức ăn ấy rất là ngon lành, đáng ưa, rất sạch sẽ. Nhưng khi đến nơi
thì chỉ thấy nước sắc sôi bốc lửa hừng hực. Do nghiệp ác, trong lúc họ chạy đến nơi đó, móc sắc nổi lên đầy đường và móc lấy thân thể, cho đến khi họ chạy tới nơi. Đến nơi đó rồi, thức ăn mà họ thấy đều là nước sắc sôi bốc lửa phừng phực, hôi thối và có màu xấu xí. Đó là do nghiệp ác nói dối của họ gây ra. Khi đến gần và thấy vậy, họ liền bị rơi vào trong đó. Nếu ngửi phải hơi ấy, mũi liền bị thiêu và rơi xuống. Nếu thân đụng vào nước ấy thì toàn thân đều bốc cháy như con thiêu thân. Nước sắc sôi lần lượt thiêu các bộ phận như môi, cổ, họng, tim, lá lách, ruột, sinh tạng, thục tạng, rồi đi ra ngoài theo đường phía dưới. Người nào hứa cho người khác quần áo, tọa cụ, ngọa cụ, nhưng sau đó không cho, thì người nói dối ấy bị nóng lạnh công kích, chịu khổ não lớn, không ai cứu giúp, phải ngồi trên giường bằng đồng nóng, khiến toàn thân đều tan chảy, tan rồi lại bị đốt nóng, sau đó tội nhân sống trở lại. Người nào hứa cho người khác nhà ở mà không cho thì do nghiệp nói dối đó bị đặt vào trong giạc quan hỷ. Giạc tùy hỷ rộng 50 do tuần, chứa đầy nước sắc sôi. Tội nhân đầu bị chút ngược xuống đất. Khi đã vào trong giạc thì bị chín rục từ trên xuống dưới. Phần nào chưa chín thì chìm, phần nào chín rồi thì nổi, phần đã nổi lên lại chìm xuống dưới. Khi đã chín rục rồi, thịt trên toàn thân đều bị tróc, gân da xương đều rã rời, tất cả các bộ phận đều bị hao mòn. Giạc ấy rất tối, bên trong chứa đầy nước sắc sôi đốt thân tội nhân, khiến họ kêu la gào khóc. Sau khi bị nấu, tội nhân vào giạc khác mà lại bị nấu chín, chín rồi thì nổi lên và đi ra. Quá trình thiêu nấu xảy ra trong giạc này cũng giống như ở giạc đầu tiên. Tội nhân lên xuống, ra vào, lúc hợp lúc tan. Lúc bị bỏ vào giạc, tội nhân phải tiếp xúc với nhiệt độ rất nóng, khiến họ nhào lộn trăm ngàn lần, thân thể bị chia thành trăm ngàn khúc, rồi sống trở lại và cùng các tội nhân khác tiếp xúc với nhiệt độ rất nóng, khiến họ nhào lộn trăm ngàn lần, thân thể bị chia thành trăm ngàn đoạn. Do nghiệp ác nói dối trói buộc nên họ chịu khổ trong mọi lúc. Hễ có nghiệp ác thì họ còn chịu khổ không dứt. Đến khi nghiệp ác hết, họ mới thoát khỏi địa ngục đó. Nếu có nghiệp lành trong quá khứ đã chín mùi, không sanh vào loài ngạ quỷ súc sanh, mà sanh làm người, ở nơi tương ưng với nghiệp, thì bị làm nô lệ cho người mà đời trước họ đã lừa dối, hứa mà không cho, hoặc là làm nô lệ cho người khác do nghiệp khác. Nghiệp khác là do từ vô thỉ đến nay, đời đời bị trôi lăn, tạo đủ loại nghiệp ác, bị tùy thuộc vào thế gian sanh tử, lưu chuyển khắp nơi. Do đó khó mà gặp nhau, bị dây nghiệp ưa thích trói buộc nên trôi lăn ở các nơi khác, không thể gặp nhau, thường không có đồ ăn uống, giường nằm, nhà cửa, thuốc trị bệnh, thường bị mọi người làm nhục. Đó là quả báo của nghiệp ác còn sót lại. Biết quả báo của nghiệp, tỳ kheo ấy lại quan sát địa ngục Đại Khiếu Hoán xem còn nơi nào khác nữa. Chị ấy thấy nghe biết còn có nơi khác tên Sông Bức Não, là dùng thứ 11 thuộc địa ngục ấy. Do nghiệp gì mà chúng sanh sanh ở nơi này? Vì ấy thấy có người thích và thường sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, uống rượu, nên bị đọa vào ngục Sông Bức Não thuộc địa ngục Đại Khiếu Hoán. Nghiệp và quả báo của chúng đã nói ở trước, nay nói về vọng ngữ. Khi tụ tập ở trong làng hoặc xã với tâm ngã mạn hoặc sân hận, hoặc ganh ghét hoặc tranh đua, người ấy nói dối, lừa gạt, phá hoại cả mình lẫn người. Do người ấy nói dối nên những người ở đó bắt phạt người kia, và người ấy lấy đó làm vui. Vì tích tụ nhiều nghiệp ác như vậy nên khi chết, người ấy bị đọa vào ngục Sông Bức Não thuộc địa ngục Đại Khiếu Hoán, chịu khổ não lớn. Nỗi khổ đó nặng nề hơn tất cả các nỗi khổ mà tội nhân ở các địa ngục Hợp, Hắc Thằng, Khiếu Hoán phải chịu. Do nghiệp ác, nơi đó có sư tử răng phát lửa, bắt tội nhân khiến họ phải chịu đủ thứ khổ não như đã nói ở trước. Thoát được rồi, họ lại bị sư tử đưa lên ăn thịt. Khi đưa lên ăn thì họ chết.
nhưng vừa bỏ xuống thì họ sống trở lại và bị ăn tất cả các bộ phận của thân. Bị ăn xong, họ sống trở lại và tiếp tục bị ăn. Bên trong hàm răng của sư tử chứa đầy lửa. Sư tử dùng răng đó ăn thịt tội nhân. Ở trong miệng sư tử, tội nhân chịu hai loại khổ, và bị nhai và bị thiêu. Suốt vô lượng năm, tội nhân thường bị thiêu, bị ép rất khổ não. Hễ có nghiệp ác thì họ còn chịu khổ không dứt. Đến khi nghiệp ác hết, họ mới thoát khỏi địa ngục đó. Nếu có nghiệp lành trong quá khứ đã chín mùi, không sanh vào loài ngạ quỷ súc sanh mà sanh làm người ở nơi tương ưng với nghiệp, thì do nghiệp ác nên bị rắn cắn chết, hoặc bị sư tử, cọp, gấu giết và ăn thịt. Đó là quả báo của nghiệp ác còn sót lại. Biết quả báo của nghiệp, tỳ kheo ấy lại quan sát địa ngục đài khiếu hoán xem còn nơi nào khác nữa. Vị ấy thấy nghe biết còn có nơi khác tên là Điệt Tương Áp, là dùng thứ 12 thuộc địa ngục đó. Do nghiệp gì mà chúng sanh sanh vào nơi đó? Vị ấy thấy có người thích và thường sát sanh trộm cắp tà hạnh, uống rượu nói dối, nên bị đọa vào ngục Điệt Tương Áp thuộc địa ngục đại khiếu hoán. Nghiệp và quả báo của việc sát sanh trộm cắp tà hạnh uống rượu đã nói ở trước. Còn vọng ngữ là gì? Có những người anh em hoặc gần hoặc xa tranh giành quyền lợi với nhau. Những người ấy hoặc cùng một cha, hoặc cùng một tổ tiên, hoặc là anh em chú bác tranh cãi nhau về việc chia của. Có người bà con rất xa, tới những 21 đời đến để làm chứng. Vì muốn được lợi nên có người trong số họ nói dối, tự biết không phải sự thật mà cố thuyết phục người làm chứng chấp nhận ý sai, tìm cách nói dối. Do tích tụ nhiều nghiệp ác như vậy, khi chết người đó bị đọa vào ngục Điệt Tương Ác, thuộc địa ngục ấy chịu khổ não lớn. Nỗi khổ đó là tất cả những nỗi khổ có trong các địa ngục trước thì địa ngục này đều có đủ. Ngoài ra ở đây còn có những nỗi khổ nặng nề hơn. Do nghiệp ác lừa dối người thân, ở địa ngục ấy có kéo sắt cắt thịt của tội nhân đem bỏ vào miệng họ rồi ép phải ăn. Do nghiệp ác nên thịt đó không tiêu. Ngục tốt nói kệ trách họ: nói thật được an lạc, nói thật đạt niết bàn, nói dối sanh quả khổ. Nay đến đây nhận chịu, nếu không bỏ nói dối thì chịu tất cả khổ. Thật ngữ không cần mua, có được rất dễ dàng. Chẳng phải nước khác đến, chẳng phải người khác cho, sao lại bỏ thật ngữ và ưa thích vọng ngữ? Thật ngữ lời thù thắng, nhờ đó được các pháp. Thật ngữ đèn sáng nhất, Như Lai nói như vậy. Thật ngữ là thuốc hay, thường dẹp trừ khổ não. Việc ác ta không dạy, do ngu si người làm, người tự tạo nghiệp ác. Nay trở lại nhận chịu, hết nghiệp mới thoát được. Kêu la có ích gì, mình bị nghiệp ác lừa, nay đi theo kêu gào, tự dối là ngu si, kêu gào lại càng ngu. Quở trách tội nhân rồi, ngục tốt lại tạo vô lượng khổ não như đã nói ở trước. Hễ nghiệp ác chưa hết thì họ còn chịu khổ không dứt. Đến khi nghiệp ác hết, họ mới thoát khỏi địa ngục đó. Nếu có nghiệp lành trong quá khứ đã chín mùi, không sanh vào loài ngạ quỷ súc sanh mà sanh làm người ở nơi tương ưng với nghiệp, thì thường bị người khác lừa dối, thường bị người khác cướp đoạt của cải. Được của cải rồi liền bị mất, không được ai tin tưởng. Đó là quả báo của nghiệp ác còn sót lại.